Rồi mình quay mình chia sẻ về buri nha bạn. Hiện giờ buri trong xe máy mình các bạn bắt gặp là thông dụng nhất là buri chân ngắn nè, chân dài vừa nè. Thì đây mình đang cầm trên tay là cái chân dài nha bạn. Thì của Denso thì mình bán những mặt hàng chính hãng không nha bạn, rất là đẹp. Đây nè. Mình không bán mấy buri là mình bán hàng đỉnh không nha bạn. Thì hai cái này là thông dụng nhất. Thì mình bán những cái mã là chỉ số nhiệt trung bình hết nha bạn, để mình có thể xài được tất cả các dòng xe. Còn riêng bây giờ là có cái buri chân nó quá dài nè các bạn, nghĩa là mình không được gắn lộn qua nha các bạn, lộn qua lộn lại. Thì những cái xe mà 4 van á đang xài cái buri nó dài nha các bạn, dài nè, dài hơn bình thường. Thì các bạn đừng có cắm lộn nha, cắm lộn là nó coi như là nó hư cái piston của mình và nó cong ngang là không có lấy được cái buri ra luôn. Nhất là chân ngắn mà đi cắm chân dài vô là thua đó. Còn chân dài mà các bạn lỡ cắm chân ngắn thì đánh lửa không tới, nó là vậy nha các bạn. Đừng có gắm lộn. Thì những cái con chết đó nó vẫn chết nhưng mà xe bạn vẫn chạy được, chứ không phải là không có chạy được bình thường nha các bạn, nhưng mà nó sẽ bỏ lửa, nó gây cái hiện tượng hao xăng. Thường thì các bạn hay tính là chừng nào chết hẳn là nó quá nặng. Còn cái này là nó chết vừa nha các bạn, nghĩa là vẫn chạy được bình thường. Nhiều khi 10 cái thì bỏ lửa 1 cái thì nó gây hiện tượng cái xe bạn không ngọt và nó hao xăng. Như trường hợp mình hôm qua mình test một cái xe này là hao xăng này, vẫn chạy bình thường mà quá hao xăng. Nhưng mà ga nó không được ngọt thôi. Thì mình sẽ bật lên, mình sẽ test cho các bạn xem nè. Nè các bạn thấy. Các bạn thấy nè, như cái này là nó đang đấm phía trong luôn nha các bạn. Bạn thấy nè. Còn cái này nó đang bỏ lửa nè các bạn. Bỏ lửa nè các bạn. Đó, còn những cái mới thì nó đang đánh lửa ổn định như vậy. Các bạn thấy nó cái tia lửa mới đó, nó mọc và nó rất là đẹp. Thì các bạn đừng tiếc tiền để thay cái buri các bạn. Nói chung là mình nhịn ly cà phê hay gì đó mình thay đi cho xe mình nó êm ái. Thì các bạn sẽ có những cái máy test như mình như này, thì các bạn sẽ thấy được cái hiện tượng đó. Thì mình để dành tiền một cử cà phê mình thay cái buri đi các bạn. Buri nó không mắc nha các bạn. Nhưng mà đổi lại cái xe mình, các bạn thấy mình cắm buri vô cùng là hai cái, mà cái lửa này nó mọc hơn rất là nhiều. Đó, rất là ngon nha các bạn. Thì hầu như là lâu thì nó hỏng hết rồi,